Không biết nào mấy đứa cháu mình mới về thăm mình nữa. Bà cố ơi, tụi con về rồi. Tụi con về rồi đó hả? Bà cố ơi, bà cố có sao không bà cố? Cố lên bà cố ơi. Ai hốt đi mà. Bà cố bị sao vậy bà cố? Bà cố ơi. Bà cố sao bỏ con? Hả? Báo dữ vậy trời. Má. Hả? Có ma. Tụi mày ăn ông thở lên cho tao. Ai kêu tụi đó? Bác sĩ ơi, tôi bị đau gan, nhổ gan giùm tôi đi. Hả? Xỉu. Bác sĩ này bị cái gì mà xỉu vậy chàng? Thôi về mai quay lại mới được. Ai hốt đi mà. Ê, cho chị chơi với. Thẻ này mắc lắm, chị chơi hư có đền nó không? Chị tránh ra đi. Hai đứa bay được lắm, hãy để đấy. Thôi, chơi tiếp đi. Hả? Ai hút đi mà. Chị chơi chung được chưa? Em không ngờ chị là chân nhân bất lộ tướng. Chơi chung chị ơi, ngày nào cũng qua chơi nha chị. Ok luôn.